Vút bay cùng tiếng sáo, Hà Giang mây vẩn trên tay, mùi hương rừng sát lối. Hà Giang tiếng khèn lạnh lót, rượu ngô mềm môi, níu chân khách miền xuôi. Những giai điệu ma mị đầy cám dỗ của men say như một thứ bùa mê dẫn lối du khách về với Hà Giang, về với hương rừng gió núi, về với mảnh đất đầy huyền tích và dấu ấn lịch sử. Men say đó luôn ám ảnh ta, thiêu đốt trong ta lời hẹn khâu vai, thôi thúc ta trở về với vùng đất mà lịch sử và con người đã để lại một địa tầng di sản văn hóa vô cùng phong phú. Oh, yeah.